Chiều ngày 5 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm và động viên đội tuyển U20 và U22 Việt Nam trong buổi tập trên sân bóng thuộc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Sự xuất hiện của Bộ trưởng đã mang lại sự động viên khích lệ rất lớn cho các tuyển thủ. Trong buổi gặp mặt sau đó, có sự góp mặt của lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF, các thành viên U20 Việt Nam, U22 Việt Nam, huấn luyện viên Hữu Thắng và huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã báo cáo với Bộ trưởng hai đội tuyển đã có sự chuẩn bị tốt cho hai đấu trường lớn nhất trong năm nay. Đội U22 quốc gia có 3 đợt tập trung tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 29, đội U20 có 6 đợt tập trung chuẩn bị cho World Cup U20. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã hứa với Bộ trưởng, ngoài những cố gắng về mặt chuyên môn, đội sẽ cố gắng giữ gìn đạo đức và ý thức. Đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè thế giới. Tại buổi gặp gỡ, vị chủ tịch Ủy ban Olympic quốc gia cũng đã có những món quà và hoa dành tặng cho hai đội tuyển và mong muốn các cầu thủ thi đấu thật tốt, mang lại vinh quang cho bóng đá nước nhà và hãy thể hiện văn hóa ứng xử làm nổi bật hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam qua thái độ thi đấu công hiến, bản lĩnh, ý chí cao. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng đã đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao VFF tạo điều kiện tốt nhất để U20 và U22 Việt Nam có được thành tích tốt nhất tại đấu trường quốc tế.